Câu hỏi đầu tiên của đồng chí Hùng cũng chính là giá trị bài học được đúc kết ở thử thách này. Đông hơn có chắc đã thua không ạ? Chắc không ạ? Ít hơn có chắc đã nhanh hơn và thắng được không ạ? Có chắc không ạ? Không chắc. Tôi không nói là không, nhưng tôi nói là không chắc. Và ở thử thách vừa rồi, đó chính là giá trị bài học mà tôi muốn các đồng chí hãy khắc ghi. Và đó chính là câu chuyện mà đồng chí Hùng đã kể cho chúng ta hàng nghìn năm lịch sử đấy. Chúng ta sinh ra không được lựa chọn thời điểm, chúng ta sinh ra không được lựa chọn điều kiện, và đặc biệt tệ hơn nữa là chúng ta sinh ra không được lựa chọn đối thủ. Cuộc đời này chúng ta sinh ra không được lựa chọn khó khăn thử thách. Nhưng chúng ta được lựa chọn cách để vượt qua những khó khăn thách thức ấy. Chúng ta được lựa chọn cách để trở nên mạnh hơn. Chúng ta lựa chọn cách để mình lớn hơn. Và chúng ta được lựa chọn cách để chiến thắng. Có đúng không ạ? Ở thử thách vừa rồi tôi thấy có những khoảnh khắc mà có một vài đồng chí tôi thấy rất là, có một vài đồng chí ấn tượng. Khi cái đồng chí ấy là chữ lốp ấy lên, lốp nó văng đi khắp nơi, đúng không ạ? Và rồi khi phải làm lại, đồng chí cảm thấy rất hân hoan và hạnh phúc, thậm chí cười đùa với những đồng chí còn lại như mình vừa đạt được cái thành tích kỳ tích vậy. Tại sao lại như vậy? Đúng không ạ? Có phải chăng chúng ta vẫn đang coi nhiệm vụ ấy chỉ là một trò chơi? Tôi đặt câu hỏi để các đồng chí suy nghĩ. Và rồi tôi lại thấy có những đồng chí đi thực hiện nhiệm vụ ấy. Khi chúng ta di chuyển trước lớp ấy, chúng ta di chuyển trong một trạng thái vì chúng tôi quá khỏe, cho nên chúng tôi di chuyển rất là vô tư. Và chính sự không tập trung ấy khiến cho các đồng chí phải làm lại từ đầu. Một thử thách quá nhẹ với các đồng chí, nhưng rồi các đồng chí lại nói quá nặng. Sao thế ạ? Vì nguồn lực đã sử dụng không được hiệu quả. Mà trong một tổ chức khi chúng ta không sử dụng hiệu quả nguồn lực, tức là chúng ta đang lãng phí nguồn lực. Và ở thử thách này là một thử thách để giúp tất cả các đồng chí. Đây là một thử thách đòi hỏi sức mạnh của cá nhân, phát huy năng lực, vai trò của cá nhân trong một tập thể. Tại sao đồng chí kia phải đổ máu trong việc thực hiện nhiệm vụ? Tại sao các đồng chí kia phải trở về khu vực hồi sức sau thực hiện nhiệm vụ mà không một ai được phép hỗ trợ? Tại sao vậy ạ? Bởi vì khi tuyển các đồng chí vào một tổ chức doanh nghiệp nào, khi các đồng chí đã được tuyển vào một doanh nghiệp nào, việc đầu tiên các đồng chí cần phải làm là gì ạ? Phải chứng tỏ được năng lực của mình xứng đáng được tuyển vào đây. Và như tôi đã nói, không thể có một tập thể nếu như không có những cá nhân. Và sẽ không thể có được một tập thể mạnh hay một tập thể phát triển nếu các cá nhân không mạnh và không phát triển. Và tôi thấy ở tiểu đội 3 có một cái chiến lược rất hay: phân phối người mạnh trước là yếu rồi mạnh là yếu. Để làm gì ạ? Để hỗ trợ. Và tới đây điều cuối cùng tôi muốn nói với các đồng chí: năng lực chứa nước của một thùng nước được ghép bởi những thanh gỗ được quyết định bởi thanh gỗ ngắn nhất. Thanh gỗ ngắn nhất. Năng lực đựng nước của một thùng nước được ghép bởi những thanh gỗ được quyết định bởi thanh gỗ ngắn nhất. Trong một tập thể doanh nghiệp các đồng chí cũng vậy. Nếu như các đồng chí chỉ tập trung vào những phòng ban mạnh, những cá nhân mạnh, những cá nhân tốt mà quên đi rằng chúng ta có những mắt xích yếu, thì rất có thể mắt xích ấy đang là vùng SOS, tức là vùng báo động. Và một tập thể mạnh là một tập thể biết bổ sung cho những mắt xích yếu và phát huy những mắt xích mạnh. Đó là giá trị bài học vừa rồi. Chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.